Ngày 7 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lâm Văn Bảnh Em, 25 tuổi, xã Thành Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi giết người. Trước đó khoảng 23 giờ 45 phút ngày 5 tháng 6, một số người dân phát hiện nhà anh Lâm Văn Bảnh Em bốc cháy nên truy hô và cùng nhau xách nước chữa cháy. Gần 30 phút sau mới dập tắt đám cháy. Lúc này mọi người vào nhà kiểm tra thì thấy thi thể bà Võ Thị Thủy, 67 tuổi, mẹ của Bảnh Em trong phòng ngủ. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi Bước đầu cơ quan chức năng xác định bà Thủy tử vong trước khi bị chết cháy, trên đầu và mặt có ba vết thương làm chấn thương sọ não dẫn tới tử vong. Ngày 6 tháng 6, bản em đã đến công an xã Thành Xuân đầu thú, thừa nhận chính mình đã chém chết mẹ ruột rồi phóng hỏa. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.